máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía đông. Sáng nay, một máy bay An-26 đã bị rơi ở Vinyansk, vùng Zaporizhia. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay kỹ thuật, đã có tổn thất về con người, giới chức Ukraine cho biết trên Telegram. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được điều tra. Chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ, tuy nhiên truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin cho biết chiếc máy bay không bị bắn hạ. Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở tầng quân sự Ukraine bằng khí tài chính xác cao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua ở Donbass, miền đông Ukraine. Không quân Ukraine sau 2 tháng xung đột với Nga Không quân Ukraine bị lực lượng Nga áp đảo và ngày càng bị bào mòn khi hứng chịu nhiều tổn thất khó bù đắp trong 2 tháng giao tranh. Lầu Năm Góc hôm 20 tháng 4 cho biết, không quân Ukraine đã có thêm 20 chiến đấu cơ phục vụ chiến đấu nhờ tiếp cận các linh kiện, bộ phận thay thế được nước ngoài cung cấp không khó để đoán các linh kiện phụ tùng chiến đấu cơ này đến từ đâu. Chính phủ các nước Bulgari, Ba Lan và Slovakia cách đây vài tuần đã bày tỏ sẵn sàng chuyển giao cho Ukraina những chiếc MiG-29 cũ hoặc phụ tùng thay thế cho các máy bay này. Câu hỏi lớn đặt ra là lực lượng không quân Ukraina đang ở trong tình trạng như thế nào khi các phụ tùng được chuyển đến, trong bối cảnh họ đã giao tranh liên tục với lực lượng Nga suốt hai tháng qua. Nếu họ tiếp tục để mất máy bay với tỷ lệ cao, những chiếc MiG mới khôi phục có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. David X, bình luận viên kỳ cựu chuyên nghiên cứu về khí tài quân sự, nhận định trong bài viết đăng trên Forbes. MiG-29 là tiêm kích hai động cơ chủ lực của không quân Ukraine trước khi xung đột với Nga bùng phát. Chúng được trang bị cho ba lữ đoàn tại ba căn cứ ở khu vực phía Tây, Trung và Nam Ukraine với tổng cộng 6 phi đội. Trên thực tế, một phi đội máy bay chiến đấu của Ukraine có khoảng trên 10 chiếc. Không quân Ukraina còn sở hữu một lượng nhỏ tiêm kích Su-27, cương kích Su-25, Su-24 với khoảng 125 chiếc có đầy đủ khả năng chiến đấu. Ukraina đã chủ động phân tán số phi cơ này đến các sân bay nhỏ, chủ yếu ở phía tây sông Dnipro, giúp chúng sống sót sau các cuộc không kích, pháo kích ban đầu của Nga ở giai đoạn đầu chiến sự. Các phi công chiến đấu cơ Ukraina cũng nhanh chóng hành động đối đầu với tiêm kích Nga và ném bom các đội hình bộ binh Nga. Nhưng không quân Ukraina nhanh chóng hứng chịu tổn thất nghiêm trọng trong những ngày đầu tiên Lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi hai cường kích Su-25 của Ukraina gần kherson, miền nam Ukraina chỉ trong vài phút. Một khẩu đội tên lửa tầm xa của Nga cũng bắn trúng một chiếc Su-27 Ukraina đang tuần tra trên bầu trời thủ đô Kiev. Trong gần hai tháng chiến sự, các nhà phân tích có thể xác nhận lực lượng Nga đã bắn hạ không dưới 15 chiến đấu cơ của Ukraina, trong đó có 4 chiếc MiG-29, thiệt hại thực tế nhiều khả năng còn cao hơn. Đây chưa phải là toàn bộ thiệt hại của không quân Ukraina. Lực lượng nga còn tấn công các cơ sở hỗ trợ và sửa chữa, vốn đóng vai trò rất quan trọng để các tiêm kích ukraine có thể hoạt động. Hôm 18 tháng 3, nga thông báo phóng tên lửa hành trình tấn công xưởng sửa chữa máy bay nhà nước ở thành phố Lvov phía tây ukraine, nơi đại tu các chiến đấu cơ mig-29. Moscow còn nhắm mục tiêu vào các kho dự trữ nhiên liệu của không quân ukraine. Họ không ngừng sử dụng tên lửa đạn đạo tập kích kho dầu tại các căn cứ không quân lớn của ukraine, theo Tom Cooper, chuyên gia về quân sự nga. Hậu quả là phi đội chiến đấu cơ của Ukraina đã bị bào mòn nghiêm trọng năng lực tác chiến, theo chuyên gia X. Trong tuần thứ tư chiến dịch quân sự của Nga, các phi đội Ukraina chỉ xuất kích 5-10 lần mỗi ngày so với hơn 200 lần mà không quân Nga thực hiện. Mỗi khi tôi cất cánh, đó đều là một cuộc chiến thực sự. Andrei, phi công Su-27 Ukraina nói với New York Times, trong mỗi cuộc đối đầu với chiến đấu cơ Nga, chúng tôi đều bị áp đảo. Phi đội cường kích nhỏ bé của Ukraina, với khoảng hơn 10 chiếc Su-24 trước khi xung đột nổ ra, đang chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi ít nhất 3 cường kích bị lực lượng Nga bắn hạ ở thời kỳ đầu chiến sự, phi đội Su-24 Ukraina dường như đã ngừng bay và không còn được đề cập trên truyền thông. Các phi đội MiG với số lượng lớn hơn có thể hứng chịu nhiều tổn thất hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, tiêm kích Ukraina chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng không, thường hoạt động trên khu vực lực lượng Ukraina vẫn hoàn toàn kiểm soát, nên phi công không phải chịu rủi ro cao khi bay qua hệ thống phòng không của Nga. Không rõ Ukraine nhận được bao nhiêu phụ tùng, linh kiện MIG từ các nước tài trợ. Ba Lan có 28 chiếc MIG-29 do Liên Xô sản xuất mà nước này đang thay thế bằng tiêm kích tàng hình F-35 mới của Mỹ. Bulgaria có 15 chiếc và Slovakia có 12 chiếc. Cả Bulgaria và Slovakia đều đang chuyển đổi sang sử dụng chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo. Về cơ bản, theo giới chuyên gia, bổ sung thêm 20 tiêm kích MIG-29 cũng khó giúp không quân Ukraine thay đổi cục diện giao tranh với Nga. Các chuyên gia ước tính, không quân Ukraina có khoảng 70 khung thân MiG-29 trong kho trước xung đột. Kho dự trữ này đã giảm xuống còn chưa đến 66 chiếc do chiến sự. Mỗi tiềm kích bị hư hại trong giao chiến đều rất khó thay thế. Bulgaria, Ba Lan và Slovakia đã nghiên cứu chuyển giao toàn bộ khung thân máy bay, không chỉ các bộ phận cho Ukraina, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các tiềm kích MiG trong biên chế của mình. Một thách thức khác đối với Ukraina là vấn đề nhân lực. Ukraine có quá ít phi công MiG-29 ngay cả trước xung đột. Những tổn thất về người trong giao tranh sẽ khiến vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn, X đánh giá. Dù Ukraine chắc chắn có lực lượng phi công dự bị và học viên, họ phải mất nhiều tháng để đào tạo lại những người đã lâu không ngồi vào buồng lái, trong khi quá trình huấn luyện phi công mới có thể mất nhiều năm. Những khó khăn trồng chất trong nỗ lực duy trì phi đội tiêm kích đã phần nào giải thích tại sao máy bay không người lái, trong đó có mẫu TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất lại được Ukraine sử dụng ngày càng phổ biến trong các cuộc không kích, X bình luận. Ukraine tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelenskiy cho biết, ngày 21 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ gia hạn 30 ngày tình trạng thiết quân luật tại nước này đến ngày 25 tháng 5 tới. Theo nghị sĩ này, đề xuất kéo dài tình trạng thiết quân luật của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhận được sự ủng hộ của 300 trong số 450 nghị sĩ Quốc hội Ukraine. Ukraine đã áp đặt tình trạng thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này. Hôm 15 tháng 3, Quốc hội Ukraina đã bỏ phiếu gia hạn tình trạng đặc biệt này tới ngày 25 tháng 4. Mới đây, ngày 19 tháng 4, Tổng thống Zelensky đã đệ trình Quốc hội nước này dự luật tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật tại Ukraina. Cùng ngày 21 tháng 4, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã loại trừ khả năng tới Moscow để đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo Nga về việc chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh ông sẵn sàng tới bất cứ địa điểm nào trên hành tinh này, nhưng ở thời điểm hiện tại không phải là Moscow. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng trong những trường hợp khác và với những nhà lãnh đạo khác tại Moscow, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21 tháng 4 cho biết, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ EUCOM mới đây đã chính thức thành lập Trung tâm Kiểm soát Tình hình Ukraine có trụ sở tại Stuttgart, Đức theo phóng viên Tổng tấn xã Việt Nam tại Washington, quan chức trên cho biết thêm, trung tâm này được thành lập nhằm hỗ trợ cả lực lượng an ninh và hỗ trợ nhân đạo đối với Ukraina. Trung tâm này sẽ điều phối và đồng bộ hóa việc cung cấp kịp thời những hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh đối tác của Mỹ cho Ukraina. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điều 20.000 binh sĩ tới châu Âu, bổ sung cho 80.000 binh sĩ đã được triển khai trước đó tại khu vực này. Trong khi đó, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai binh sĩ tới Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania. Ông Zelensky, bất kỳ sự sáp nhập nào sẽ dẫn đến trừng phạt mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, bất kỳ nỗ lực sáp nhập nào đối với lãnh thổ của nước này cũng sẽ dẫn đến lệnh trừng phạt mạnh mẽ. Tôi muốn nói thẳng rằng, bất kỳ Cộng hòa Nhân dân Kherson nào cũng sẽ không thành công. Nếu ai đó muốn một cuộc sáp nhập mới, điều đó chỉ có thể dẫn đến các đòn trừng phạt mạnh mẽ mới. CNN dẫn phát biểu của ông Zelensky đêm 21 tháng 4. Ông cũng kêu gọi người dân các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhia phải cẩn thận về thông tin mà họ cung cấp cho quân đội Nga. Nếu họ yêu cầu bạn điền vào một số bảng hỏi, cung cấp dữ liệu hộ chiếu của bạn, bạn nên biết điều này không giúp ích được gì cho bạn. Ông Zelensky cho hay, điều này có thể nhằm mục đích làm sai lệch cái gọi là cuộc trưng cầu dân Ý. Lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố cảng Kherson, nơi có khoảng 290.000 người từ hôm 3 tháng 3 sau 3 ngày bao vây. Trước đó vào hôm 12 tháng 3, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cáo buộc kế hoạch của Nga ở Kherson có thể giống những gì xảy ra ở bán đảo Crimea. Năm 2014, Crimea đã tổ chức trưng cầu dân Ý, thống nhất sáp nhập vào Nga, trong khi Ukraine và cộng đồng quốc tế không công nhận điều này. Vụ sáp nhập Crimea đã kéo theo hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga lúc bấy giờ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch khi họ đến Kiev Ông cũng bày tỏ cảm kích sau khi thủ tướng Đan Mạch thể hiện sẵn sàng hỗ trợ tái thiết đất nước sau cuộc chiến ở Ukraina, đặc biệt là ở Mykolaiv. Tổng thống Ukraina cũng cảm ơn gói viện trợ bổ sung từ Mỹ. Gói này chứa các công cụ phòng thủ rất mạnh cho quân đội của chúng tôi, đặc biệt là pháo đạn và máy bay không người lái, ông nói, đây là những gì chúng tôi mong đợi. Mới đây, Alexey Polishchuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập SNG thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ngày 21 tháng 4 cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi mọi mục tiêu được hoàn thành. Các mục tiêu bao gồm bảo vệ hòa bình tại Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa tại Ukraine, đồng thời loại bỏ mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Ukraine theo TASS. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh nước này không có ý định chiếm các lãnh thổ của Ukraine mà sẽ đặt mục tiêu phi quân sự hóa đất nước.